nem bé xong mà cái mặt trang nó không có đều màu á, như có những cái đốm đốm đen như là nám vậy đó. Rồi Trang cũng không biết làm sao. Rồi cái Trang mới gặp mấy anh chị đồng nghiệp đó, cái mới giới thiệu bên Mai nè, và mấy anh chị như là Việt Hương nè, anh Chí Tài rồi đó, Nghĩa, Vân Khánh rồi. Sao thấy ai cũng đẹp hết trơn á. Tuy có làn da của mình tí xíu, vì mọi người cũng biết mà tính chất công việc của Trang là luôn luôn lúc nào cũng phải quay ngoài nắng hết, thành ra là da rất là dễ bị nám, bị rò mồi nữa. Em mà chưa điều trị á thì em thấy là xuất hiện cái độ nấu á, và thứ hai nữa là da mặt em mà mỏng, có thể những cái mặt mỏng thế này này, đúng rồi, em cũng hơi lo. Và thứ hai nữa là thấy bây giờ cũng có dấu hiệu của những nếp nhăn. Cô Hương là bữa nó bị thâm bên này, quý vị còn thấy còn một hai vết nè quý vị. Cách đây khoảng 3 năm, sau một lần mổ cục sống xong thì bỗng nhiên nám vịt tàn nhang trên mặt của chị ấy, nó xuất hiện rất là nhiều và đậm. Lúc đó chị rất là hoảng hốt. Và chị tìm ra đủ mọi cách, càng dùng á, thì da chị nó càng cái nám nó lan rộng lên và nó đậm hơn nữa. Chị đã có ý định là chị từ bỏ, tại vì càng chữa trị thì nó càng xuất hiện nhiều. Với LPIP, công nghệ được FDA Hoa Kỳ chứng nhận là bước đột phá của nền y học thẩm mỹ trong việc ứng dụng laser và điều trị hấp sắc tố. BB Thanh Mai sẽ giúp bạn đánh bay nám, tàn nhang dễ dàng và nhanh chóng. FPIP sử dụng kỹ thuật xung quanh âm trị liệu với năng lượng đỉnh cao, làm trung chuyển và phá vỡ nám tận chân gốc, triệt tiêu mọi loại nám kể cả nám cứng đầu, rút ngắn thời gian và số lần điều trị. Các phân tử nám bị vỡ thành các hạt nhỏ li ti, sau đó được đẩy lên trên ra khỏi nang lông, giúp nang lông sạch sẽ, lỗ chân lông được se khít. Quá trình năng lượng tác động xóa hạt sắc tố còn giúp kích thích tăng sinh collagen từ sâu bên trong, cải thiện sức sống cho làn da, giúp da săn chắc, tăng độ đàn hồi, căng mịn, sáng đều màu. Mỗi lần điều trị chỉ mất khoảng 10 đến 20 phút và không cần nghỉ dưỡng, có thể trang điểm sinh hoạt bình thường ngay sau điều trị. Sau khi mà sử dụng cái liệu trình điều trị LPPA á, thì Trang cảm thấy là đúng thật là cái những cái đốm đen nó mờ đi, dần dần rồi mất đi. Cho tới bây giờ thì Trang chỉ còn 2 ngày nữa thôi, làm 2 lần nữa là hết một cái liệu trình. Thì Trang thấy là mọi, không phải riêng Trang thấy mà là tất cả mọi người gặp Trang đều nói là ủa sao mà da Trang dạo này trắng vậy, sáng lên trông thấy rõ luôn. Thì đó có nghĩa là da trắng hơn, sáng hồng hơn, rồi lỗ chân lông thậm chí là nó cũng khít lại hơn nữa, thì cảm thấy rất là vui. Khi em đến chỗ của chị á, thì em thấy rằng là sau những lần điều trị laser này thì em thấy nó cải thiện rất là nhiều. Cái da em bây giờ nó cũng đỡ, chị thấy không? Đúng nó rồi, đẹp hơn chị, đồng màu hơn. Với thứ hai nữa là nhất là mừng là cái mà cái máu mạch của em có cải thiện rất là nhiều. Và hôm nay thì nó đỡ rồi, nó còn 1-2 vết nè quý vị thấy không? 1, 2, 3, 4 nhưng mà nó rất là mờ. Thì Hương bắn cái laser này á, chắc cỡ khoảng 20 lần. Hương bắn 20 lần thì thấy nó, cái lần thứ nhất bắn là mình thấy nó work ngay, cho nên Hương rất là thích. Và bây giờ chị rất là vui mừng, tại vì khi mới điều trị chỉ nửa liệu trình thôi mà nám trên da mặt của chị nó đã giảm đến 60-70%. Bên cạnh công nghệ số 1 thế giới thì mọi vấn đề của khách hàng đều được xử lý triệt để, an toàn và nhanh chóng nhờ liệu trình điều trị chuẩn xác được chỉ định bởi đội ngũ các tiến sĩ, bác sĩ quốc tế cực kỳ xuất chúng. Đầu tư không gian thiết kế đẳng cấp chất lượng 5 sao, BB Thanh Mai là địa chỉ thân quen và tin cậy của nhiều nghệ sĩ. BB tự hào có tiến sĩ bác sĩ Tai Naturally là giám đốc y khoa của BB, đồng thời là giám đốc nghiên cứu và phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ thẩm mỹ hàng đầu, là chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa tầm cỡ thế giới và thuyết trình đến các bác sĩ của các nước những xu hướng làm đẹp tiên tiến mới nhất. Với tất cả kinh nghiệm, kiến thức để mang đến BB những phương pháp làm đẹp tối ưu, cập nhật xu hướng của ngành y khoa phát triển không ngừng đến khách hàng của BB. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 22 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực và vô số các giải thưởng danh giá khác. Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, các chính khách, các doanh nhân luôn đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai. Hãy gọi ngay hotline 1800 6617 để nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất từ BB nhé.